phải nói một chiếc xe quá, nó sang xịn mịn các bác này, có đẹp không ạ? Đẳng cấp luôn, toàn bộ đây các bác nhìn này, táp lô này, nó zin nguyên bản này, nó còn mới còn đẹp như thế này cơ mà các bác này. Cần số trên vô lăng rồi nhá, quá đẹp luôn. Cửa sổ trời toàn cảnh panorama luôn, toàn bộ đây trần lỉ này, đẹp không ạ? Rất là mới luôn, quá chất lượng luôn, một siêu phẩm các bác ạ. Còn chất lượng như thế này mà chỉ có vài trăm triệu thôi thì các bác bảo là có rẻ không ạ? Toàn bộ đây táp ly này, ở zin coi nhá, ở zin luôn, quá chất lượng. Em chào bác nhá. Tiếp tục hôm nay em lại lên sóng cho bác xem một mẫu xe ở đây. Các bác lần đầu xem video của em, nếu thấy hay hãy nhớ đăng ký kênh và nút thông báo để thường xuyên xem những mẫu xe mới nhất mà em thường xuyên cập nhật nhé. Dạ vâng, đây là mẫu xe được mang tên là Mercedes E300 nhá, E300 luôn, một phiên bản đẳng cấp của dòng E nhá, đẳng cấp luôn. Sản xuất năm 2009, số tự động, chỉ có vài trăm triệu thôi các bác đã sở hữu ngay một mẫu xe còn zin còn đẹp như thế này đây. Đó, đây là toàn bộ là ghế zin nhá, ghế da zin nguyên bản của nhà máy từ đâu. Đó, đằng sau có vùng điều hòa độc lập này các bác này, toàn bộ đây lỉ này, đằng sau này nó còn mới còn đẹp này. Đó, rất là chất lượng luôn. Ở đây các bác nhìn này, đó bên dưới đây có thể mở loa đài nhá, đây để đồ này, rất là đẳng cấp luôn. Ở đây để chai nước này, quá xịn, đẳng cấp các bác ạ, quá đẳng cấp luôn. Đó, một siêu phẩm, trang bị ngập tràn công nghệ hiện đại luôn, form dáng đẹp. Đó, túi khí quanh xe nhá, đó túi khí dòng này trang bị quanh xe luôn, phanh nhà vét đằng trước cảm biến này. Đó, điều hòa auto, ghế chỉnh điện đa hướng này, nhớ ghế 3 vị trí nhá, đầy đủ luôn, quá đẳng cấp. Một mẫu xe còn đẳng cấp như này mà giá chỉ có 450 triệu nhá. Toàn bộ đây ạ, táp ly này các bác này, táp ly zin này. Dạ vâng, mẫu xe này bên em chào bán mức giá là 450 triệu. Vậy các bác nào quan tâm đến mẫu xe này có thể liên hệ trực tiếp cho em số điện thoại 0926 836 686 hoặc 0783 135 666 nhá. Địa chỉ em ở Yên Dũng, Bắc Giang. Bên em chuyên hóa tục cũ toàn quốc nhá, và vận chuyển toàn quốc luôn. Cái giá bên em đưa ra là bên em bao rút hồ sơ cho bác nhá, còn phí vận chuyển các bác thêm phí cho em nhá. Nói chung là cái mức giá bên em đưa ra thì rất là hợp lý rồi các bác nhá, cực kỳ hợp lý. Tất cả xe bên em bán ra đều có cam kết nhá, cam kết luôn bằng văn bản luôn cho bác ạ, là xe không nô đụng, không ngập nước nhá. Về cái chất lượng xe em thì các bác hoàn toàn yên tâm. Tại vì sao? Bên em đi xem xe rất là kỹ luôn, test thử rất là kỹ, những mẫu xe nào nó thực sự chất lượng thì bên em nhập vào. Nên là các bác mua xe em thì hoàn toàn yên tâm về cái chất lượng xe nhá. Ở form dáng của E300 thì đẳng cấp rồi, cảm biến trước sau đầy đủ các nhá. Có ghế chỉnh điện đa hướng, nhớ ghế 3 vị trí, ghế là có chế độ bơm lưng luôn, đẳng cấp luôn. Đằng sau cũng cảm biến đầy đủ này các này, quá đẳng cấp luôn. Form nó dài như này kia mà các bác này, form nó rất là dài luôn, đi nó đầm lắm các bạn, đi cực kỳ đầm luôn đấy. Dòng này tôn vỏ dày, cách âm rất là tốt, các bác nhìn cái form cũng thích không ạ? Cái form nó dài không, nó trường xe không nhá, quá đẳng cấp luôn. Có 450 triệu các bác bảo giá rất là hợp lý rồi đúng không ạ? Và đây em mời các bác em xem phần cốp ổ đồng sau nhé. Cốp ổ đồng sau đây thì khóa nhé, các bác chỉ cần ấn một nút thôi là nó lên. Đó, lên rồi coi nhé. Đó, và đây đằng sau đây ạ, các bác xem là nhiều con xe những cái phần này nó xước sát rất là nhiều này. Đấy, con này có bị xước đâu các bác nhé. Đó, nguyên bản luôn, đèn sáng này, đồ nghề đầy đủ này, mới không ạ? Lỉ mới kia. Và bên dưới đây ạ, wow, đẹp không ạ? Quá đẹp luôn, tôn vỏ này, không nhìn này, tôn vỏ còn mới các bác nhá, khoang đồ rộng rãi và sạch đẹp luôn.
Các bác nhìn này, mới cứng luôn này. Lốp dự phòng này. Quá đẹp luôn. Phải nói là một xe còn chất lượng như này, đẳng cấp như này, sau đây em mời các bác em xem phần khoác máy nhá. Máy con này thì lỗ rất là êm luôn ạ. Đấy, rèm điện đây ạ. Bình thường những con xe khác là chỉ bằng cơ thôi nhá. Đó. Các bác nhìn này, dẹp chân lắng lên rất là mượt mà luôn. Wow. Phải nói đẳng cấp các bạn. Cần số trên vô lăng rất là tiện. Cảm biến này, màn hình cam lùi này, cảm biến va chạm quanh xe này. Quá đẳng cấp luôn. Đây này, vẫn còn ấy này, tem mác này, tem mác bảo hành đầy đủ luôn này. Ghế điện này các bạn, đẳng cấp ạ. Quá đẳng cấp luôn đi các bạn. Gối đầu chỉnh điện này, phải đẳng cấp. Vô lăng chỉnh điện này. Nếu mà để công nghệ con xe này nó rất là nhiều nhá, nó rất là nhiều công nghệ hiện đại luôn. Máy lổ êm ru. Máy lổ im đét luôn ạ các bạn, im đét luôn ấy. Quá êm luôn. Chất các bạn, một từ là chất lượng, quá chất lượng. Quá đẹp, quá chất lượng. Một mẫu xe quá chất lượng luôn. Dạ vâng, một lần em cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video của em nhé. Hẹn lại bác video sau. Thân ái, chào, tạm biệt các bác.